Mẫu này đẹp quá quý anh chị ơi, căn nhà này đúng đẹp luôn à. Đấy, quý anh chị thấy cái mặt dựng, quý anh chị thấy mê không? Sân thượng nha, có sân thượng nha. Hai lầu nha. Và một trệt, nhà là đúc đổ bê tông, ba tấm kiên cố, mẫu hiện đại. Đấy, căn nhà này. Hôm nay em sẽ review mang tới anh chị mình căn nhà này quý anh chị trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Rất mong muốn được hỗ trợ và tìm kiếm mang tới cho anh chị những căn nhà phù hợp nhất có thể. Anh chị ơi, hãy đăng ký kênh của em Hải để xem video hàng ngày. Với phương châm review như nào ạ? Đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Review không sai và không làm mất thời gian của ai. Thì hôm nay em sẽ mang tới anh chị mình căn nhà này. 3 tỷ 900 triệu giá chính chủ, gặp chính chủ để thương lượng, sổ hồng riêng, nhà xây mới, khu đồng bộ, đường thông bần cờ 12 mét tổng. Khu này phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Review nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch, nó phải công khai, nó phải đúng, nó phải đủ quý anh chị ạ. Từ giá cả, diện tích, vị trí địa thế để cho anh chị cảm nhận được cái bất động sản anh chị xem, để anh chị phù hợp thì mình mới đi xem, không lại mất thời gian anh chị, đúng không ạ? Nhà hướng chính đông mát mẻ cho anh chị đông tư trạch quý anh chị nhá. Ở trong khu này em sẽ có hai căn như thế này, hai căn y chang vậy luôn, đúng như này luôn. Thì căn này là 3 tỷ 9, và có một căn khác cũng như thế này nhưng mà trục đường khác, ở trong khu này luôn nhưng mà trục đường khác, thì rẻ hơn 100 là 3 tỷ 8. Nhưng mà video này em ghi hình căn này là 3 tỷ 9 anh chị nhá. Nhưng mà ý em nói là em vẫn đang có một căn như này nữa, nhưng mà đường khác không phải đường này, thì căn đó là 3 tỷ 8, nhưng mà thiết kế như này luôn, như này luôn, chỉ khác cái vị trí thôi. Đấy. Ồ, đẹp quý anh chị cần em sẽ gửi cả hai căn cho anh chị tham khảo nhá. Vỉa hè 3 mét và khu dân cư như thế này thì anh chị ơi, như cái khu như này thì anh chị mình ở có thích không ạ? Mê, đúng mê luôn anh chị ạ. Tiện ích ở đây thì em nói anh chị mình điện, đường, trường, trạm đầy đủ, em sẽ liệt kê luôn. Ở đây sẽ có 3 cái chợ chứ không chỉ là 2 đâu anh chị, mà cũng không phải là 1 mà 3 cái chợ cơ. Trên trục đường 22 tháng 12 sẽ có 3 cái chợ, bao gồm chợ Thuận Giao, chợ Đêm Hòa Lân và chợ 185. Đó quý chị nhá, 3 cái chợ. 3 cái chợ bổ vây luôn. Đó, rất đẹp luôn quý chị. Ngoài ra chỗ này gần với bệnh viện quốc tế luôn anh chị nhá, bệnh viện Columbia. Đó, đẹp chưa? Đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13 ngã tư Đất Thánh và bệnh viện quốc tế Columbia là 3 cái 4 cái vị trí em vừa liệt kê đây, là dưới 500 mét. Chỗ này gần với Aeon Bình Dương luôn. Đấy, một vị trí tuyệt vời anh chị ạ. Với những căn nhà mà gần với Aeon là đẹp quý anh chị nhá. Bám quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương và gần với trung tâm thương mại Aeon của Bình Dương. Đấy, rất đẹp luôn. Căn này là anh chị mình mua ở quá đẹp ha. Mua làm văn phòng công ty đại diện và kết hợp ở quá tuyệt vời. Vỉa hè 3 mét và khu đồng bộ rất đẹp. Khu này hôm giờ bán ầm ầm luôn anh chị ạ. Em nói chân tình với anh chị luôn, em quay và em bán ở trong này cũng rất nhiều, mà phần đa là anh chị ở bên thành phố Hồ Chí Minh qua mua cũng rất nhiều. Tại vì chỗ này anh chị đi về Thủ Đức, về thành phố Hồ Chí Minh mà nút giao cầu Bình Phước, ngã tư Bình Phước đúng không chị, là một đường thẳng quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương thôi. Đấy, nó lợi thế là ở cái chỗ đó quý chị ạ, nó lợi thế là ở chỗ đây. Một đường thẳng anh chị nhá. Căn này 62m2 thổ cư hết, ngang 4 là đồng bộ, khu này đều hết. Ngang 4 và căn này dài 15m5, nhà hướng đông mát mẻ anh chị nhá. Hai bên người ta dán các cái tấm nhựa vân đá quý chị, nó đẹp nhá. Chỗ này mình để tivi, ở đây thì có quạt trần mát mẻ, nhà sử dụng đèn led rất nhiều sáng. Đó, nhà này thì hoàn thiện 99% rồi. Chỉ thiếu một số cái công đoạn, ví dụ như cái tay vịn cầu thang quý chị ạ, sẽ như bên đây này, nhưng mà người ta lắp chưa kịp á. Nhưng mà em thì vội quá, em quay luôn để anh chị mình xem. Tại vì em nói thật với anh chị luôn, những căn nhà này bán nhanh lắm, bán nhanh lắm. Tại vì đẹp, khu này đẹp, vị trí đẹp. Ở đây là gần với Aeon Bình Dương nữa, một đường thẳng anh chị về thành phố Hồ Chí Minh, về Thủ Đức nó tiện lắm quý chị ạ, tiện lắm. Rồi, chỗ này còn thiếu cái bếp anh chị nhá. Còn cái bếp nhá, còn cái bếp trên nhá. Bếp người ta đóng cái tủ bếp á, tủ bếp á, tủ hiện đại luôn, cũng đẹp lắm anh chị nhá. Đấy, thì sẽ đóng cái bếp đâu ra đó, cũng chưa xong đâu, gọi là gần xong nên em phải quay luôn để cho anh chị mình cảm nhận được cái căn nhà đẹp này. Đấy, anh chị đi xem có thể hẹn em Hải ở Aeon Bình Dương cũng được, ngã tư Đất Thánh cũng được, chợ Thuận Giao, chợ Đêm Hòa Lân, chợ 185 đều được anh chị nhá. Đấy, đều được hết, anh chị cứ alo em Hải nhá, xem buổi nào cũng được, xem buổi tối cũng được nữa anh chị. Đấy, thoải mái anh chị ạ. Đây, khu này là khu bếp của nhà mình, để em bật cái đèn lên, và cái nhà vệ sinh thì ở phía cuối ạ. Bếp và sau đây nhà vệ sinh. Cái chỗ này là cái giếng trời đúng không, giếng trời nhá. Nhà vệ sinh mình bên này. Đấy. Nói chung là cũng gần xong, cái này mà làm xong hẳn cái nhìn nó mới đẹp mê được anh chị ạ, nó mới mê được đúng không ạ? Đấy. Bây giờ để em di chuyển lên khu vực phía trên để cho anh chị mình cảm nhận về căn nhà đẹp này quý chị nhá, căn nhà đẹp nhá.
Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh để xem video hàng ngày. Với phương châm review đúng đủ chính xác minh bạch công khai, review không sai và không làm mất thời gian của ai, thì anh chị xem video của em thì trên hết là cứ phải thực tế quý chị ạ. Rồi phù hợp thì mình mới. Ở trên lầu này sẽ mang tới anh chị mình hai phòng ngủ khép kín hẳn luôn, nhà vệ sinh bên trong khép kín luôn anh chị nhá. Đây cầu thang này. Rồi, mình xem cái phòng ngủ ở phía sau này trước anh chị ơi. Đây. Nhà vệ sinh là phải tích hợp ngay bên trong luôn. Bây giờ là vậy quý chị, tiện nghi. Phòng ngủ này là phía sau căn nhà có cửa sổ anh chị nhá, có cửa sổ nhá. Đấy. Đây, nó quay có đường ống đồng đi sẵn á, về mình lắp máy lạnh thôi. Rồi em di chuyển ra phòng ngủ phía trước. Anh chị hãy đăng ký kênh và anh chị muốn xem căn nhà này, alo ngay em Hải gửi đầy đủ hết thông tin, sổ sách giấy tờ hình ảnh đầy đủ cho anh chị xem. Em không bán sổ chung anh chị nhá, bán là bán sổ hồng riêng và sang tên luôn, có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Nên là anh chị mình mua bán nhanh gọn lẹ với anh chị nhá. Đấy. Đấy, cái phòng ngủ này là ở phía trước của căn nhà. Rồi, bây giờ em sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2. Nhà mình sẽ đúc đổ 3 tấm sân thượng hẳn hoi, bài bản, nhà mới anh chị nhá. Ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Căn này là bám trên trục đường 22 tháng 12 mà gần với quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương. Đấy, nó gần cái khúc đó. Ở chỗ đó là có bệnh viện Columbia và người ta hay gọi đó là ngã tư đất thánh quý chị ạ. Lầu 2 đây ạ. Chúng mình lên sân thượng này anh chị, sân thượng này, lối lên sân thượng này. Đấy. Chỉnh chu bài bản. Hai phòng ngủ tiếp theo là tổng là 4 cái đó, thì sẽ quay nhanh hơn anh chị nhá. Phòng ngủ trên lầu 2 này thì nhà vệ sinh người ta sẽ đưa ra phía ngoài, nhà vệ sinh đưa ra phía ngoài anh chị nhá. Đấy. Rồi trước này một phòng ngủ và thêm một phòng thờ nữa. Vậy là riêng cái lầu 2 này là sẽ có phòng thờ riêng, nhà vệ sinh một cái và có hai cái phòng ngủ, phòng thờ. Đây phòng thờ riêng. Rồi phòng ngủ số 4 đây. Đó, vậy là tổng kết mình sẽ có 4 cái phòng ngủ được chưa ạ? Rồi bây giờ em lên sân thượng quay một tí cho anh chị mình xem. Anh chị đi xem nhà cứ alo em, giá 3 tỷ 9 giá chính chủ, còn bớt còn thương lượng mua bán thì kiểu gì cũng phải dưới cái giá 3 tỷ 9, đúng không anh chị? Đấy, tại vì mình còn thương thảo mà. Đấy. Lên trên này cái khu này em nói anh chị mình đẹp mê luôn. Đẹp mê luôn anh chị ạ. À. Đây, sân thượng này. Đó. Mấy cái chung cư đó là quốc lộ 13 đó anh chị nhá. Đấy, đấy ra đấy này là 500-600 mét thôi, gần lắm. Đây cũng gần với V-Ship 1 luôn, khu công nghiệp V-Ship 1 đó anh chị, cũng gần nhá. Đây, sân thượng phía trước đây ạ. Rồi. Hướng đông đó như em báo rồi đó. Anh chị thấy phù hợp alo em nhé. Em cảm ơn anh chị.